Tử vi thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 18 tháng 5 năm 2023 âm lịch ngày giáp tý tháng mậu ngọ năm quý mão. Xung ngày, mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần, canh thân xung tháng, bính tý. Giáp tý thứ tư này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 5 tháng 7 năm 2023 công việc của tuổi Tý có chính ấn nên những bạn nắm chức vụ quan trọng ở cơ quan sẽ gặp may. Nhiều người sẽ đòi được quyền lợi, tăng lương trong thời gian tới tuy nhiên nếu muốn đi lên có lẽ tuổi này cần thêm chút nghị lực và tinh thần dám làm dám chịu dù mang tiếng là con giáp cực đoan nhưng tí lại có trái tim nhân hậu hiền lành hay thương người nhưng chính vì tính cách đó nên hay bị người khác lợi dụng việc nhà lo không hết thì cứ mặc kệ thiên hạ đi nhé bạn chỉ cần sống tử tế với người thân báo hiếu cha mẹ là đủ thời gian này cần bớt giúp người kẻo làm ơn mắc oán tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Này chuyện tiền bạc không mang đến cho bạn những điều phiền lòng, nguồn tiền vào ổn định. Không bị thất thoát, đây là vận may lớn nhất trong tuần này. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ, thìn thân. 2 tuổi sửu ngày 5 tháng 7 năm 2023 sửu có chính tài tương trợ nên những người làm công chức kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhờ lục hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của sử cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn sử được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính. Đối với chuyện tiền bạc, do cục diện thổ khắc thủy nên nhiều khả năng bạn đang có chút lo lắng và cảm thấy thiếu thốn, cần phải có những tác động tốt mới có thể có được những cải thiện đáng kể. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cắt tường, xám, tím quý nhân phù trợ tị, dậu. 3 tuổi dần ngày 5 tháng 7 năm 2023 dần vất vả đường công việc vì Lâm Tỷ Kiên, hay bị tay chân cấp dưới, đồng nghiệp đổ đồ oan, đang bình an vô sự lại có rắc rối từ đâu rơi trúng đầu. E rằng muốn nghỉ ngơi cũng không thể yên ổn, nay mà phải lo nghĩ đủ thứ, làm ăn thì khó khăn. Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ thủy dưỡng mộc. Lúc khó khăn, ai có thể bỏ mặc bạn nhưng người thân của bạn cô bao giờ bỏ bạn? cứ sống tốt với người nhà, báo hiếu cha mẹ toàn vẹn thì sẽ có phước phần, không phải lo lắng nhé. Bạn sẽ có được cơ hội kiếm tiền trông thấy hoặc một khoản tiền từ bạn bè, nợ nần, kinh doanh, lãi gửi ngân hàng mang lại. Cho nên có thể thấy nhiều khả năng ngày mới của bạn là ngày khá may mắn trong đường tiền bạc. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, trắng quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 4. Tuổi Mão ngày 5 tháng 7 năm 2023 tuổi Mão Lâm kiếp tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Bạn cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng Mão. Vận Lâm tương hình nên Mão quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân. Sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Con giáp này nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn. Bói Tử Vi cũng may là đường tiền bạc khởi sắc nhờ cục diện thủy dưỡng mộc. Tử Vi thấy nay có điểm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bạn trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cắt tường, đen, tím quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Nam, tuổi thìn ngày 5 tháng 7 năm 2023 thiên tài chiếu mệnh cho biết những người làm kế toán, tài chính, sổ số, chứng khoán hôm nay sẽ may mắn hơn những người khác có khả năng cao sẽ được thưởng nóng hoặc có tiền lộc từ khách hàng tuy nhiên con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng hay ham mê cờ bạc kẻo sự nghiệp đi lùi đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp cục nâng đỡ vợ chồng dù ở bên cạnh mắng nhau suốt ngày nhưng hễ xa một chút là nhớ con cái mạnh khỏe bình an đi xa làm ăn được ơn trên phù hộ độ trì vượt qua hoạn nạn điểm đáng chú ý nhất trong ngày là tài chính do cục diện thổ khắc thủy Cây càng to thì gió càng tới. Lúc bản mệnh làm ra tiền sẽ có những người nhòm ngó, ghen tị lần lượt kéo tới mượn tiền, cần hết sức thận trọng. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cam quý nhân phù trợ, dậu thân. 6 Tuổi Tị ngày 5 tháng 7 năm 2023 sự nghiệp của tuổi Tị được thực thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong ngày này khá nhiều, càng sởi lời thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột. Do cục diện thủy khắc hỏa nên tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, bản mệnh phải tự mình cố gắng mà thôi đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn trí. Hãy cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ kia thì bạn cũng chẳng làm sao cả. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, nâu quý nhân phù trợ, sửu, dậu. 7. Tuổi ngọ ngày 5 tháng 7 năm 2023 thương quan chiếu mệnh cảnh báo ngọ trong thời gian tới cẩn thận bị mất trước thôi học bỏ việc giữa chừng hoặc không xin được việc. Khuyên ngọ nên trau dồi bản thân và khiêm tốn hơn thì khả năng thành công trong công việc sẽ cao hơn đáng kể. Vận lâm tương xung nên ngọ khá căng thẳng trong chuyện tình cảm, bạn bè. Có người nói bạn âu sầu khổ não, nhưng cái âu sầu khổ não ấy có lúc chỉ là tạm thời trong giây lát. Bạn thấy không ai hiểu mình, toàn người chỉ giỏi lợi dụng và đặt điều, sống không thật. Cục Diện Thủy khắc hỏa cho biết bản mệnh kiếm được nhưng cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều. Gần đây hay phải chi tiền cho thuốc men, đám cưới, ma chay. Sinh nhật nên tiền lương về chưa nóng đã vơi mất rồi. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, hồng, xanh lá quý nhân phù trợ tất mùi. Tám, tuổi mùi ngày 5 tháng 7 năm 2023 chính tài nâng đỡ cho đường công việc của tuổi mùi xuân sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức. Bình yên cũng là một dạng của phước lành. Nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm nhé. Vận tình cảm Lâm Tương Hại nên mùi hơi bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Có điểm chia tay, chia ly. Cãi nhau to tiếng, nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bạn phải rời xa gia đình. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối. Bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài do nay lâm vào cục diện thổ khắc thủy. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được. Lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bạn đi đòi nợ thì lại chạy mất tích. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cắt tường, trắng, cam quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Chín tuổi thân ngày 5 tháng 7 năm 2023 thiên quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi thân nên tránh xa kiện tụng, tranh cãi với cấp trên hay đồng nghiệp trong tuần tới. Bạn phải luôn cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói. Đặc biệt là những người đang làm quản lý, chức cao trong cơ quan. Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được tam hợp nâng đỡ nên tránh được họa tiểu nhân, quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa. Tình yêu đôi lứa ngày càng tiến triển tích cực, sự tăng tiến này có thể đưa đến những tin vui trong tương lai sắp tới. Chuyện tiền bạc của bản mệnh may mắn thêm nhiều phần do cục diện kim sinh thủy. Kiếm tiền khá dễ dàng, ngay chính bạn còn thấy ngỡ ngàng vì lộc lá tự rơi vào tay mình, tài lộc nhờ vậy mà gia tăng nhanh chóng. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, bạc trắng quý nhân phù trợ. Thìn Tỵ 10. Tuổi dậu ngày 5 tháng 7 năm 2023 tử vi 12 con giáp hôm nay dậu may mắn đường công việc nhờ có chính quan nâng đỡ. Đặc biệt là những bạn đang xin việc chờ tin tức thi cử, bầu cử. Tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bạn sẽ được may mắn chiếu cố công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc vận trình tình cảm lâm tương phá nên anh chị em trong nhà dễ có lục đục cha mẹ và con cái bất hòa đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bạn cứ mặc kệ họ mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước họ nóng giận họ gặp quả báo kim dưỡng thủy mang đến tin vui tài lộc người buôn bán kinh doanh được phù trợ buôn may bán đắt bất ngờ Tuổi này biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay sở lúc nguy nan. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cắt tường trắng. Hồng nhạt quý nhân phù trợ tị, sử. 11. Tuổi tuất ngày 5 tháng 7 năm 2023 tuổi tuất được thiên tài trao cho cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh tài chính ngân hàng kế toán thì càng như diều gặp gió buôn may bán đắt nhưng cần đề phòng việc bị tiểu nhân dụ dỗ vào con đường cờ bạc đầu tư làm ăn sai lầm cục diện thổ khắc thủy cảnh báo con giáp này phải có con mắt nhìn người để phân biệt người tốt kẻ xấu người tươi cười với bạn chưa chắc đã là người tố đừng bày hết mọi chuyện của mình cho người ta xem bạn chịu thiệt nhưng không có ai thông cảm thật lòng, nên cứ phải cẩn thận. Bạn vui, một ngày cũng qua đi, bạn buồn, một ngày cũng kết thúc. Đừng vì chuyện tiền nong trục trặc gần đây làm ảnh hưởng đến sức khỏe kẻo lại tốn thêm tiền nằm viện, chuyện đâu còn có đó nên cứ bình tĩnh. Đừng vì tiền bạc mà đánh mất lương tâm. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cắt tường, xám, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 12. Tuổi hợi ngày 5 tháng 7 năm 2023 công việc của hợi có thiên ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty. Không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người ta nhé. Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được tam hội chiếu cố nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bạn cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái. Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đỏ đô quý nhân phù trợ, mùi dần.